Ơn quý vị. Để mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bài viết của bình luận gia Trần Hưng với chủ đề Bức tường lòng người và dân tộc. Xin lỗi quý vị, bức tường lòng người và cánh cửa dân tộc. Xin mời quý vị cùng nghe. Ngẫm hai sự kiện nổi bật tuần qua của nước Mỹ để nghĩ về quá khứ Việt Nam, đó là chuyện Tổng thống Trump có ý định rút quân chiến lược khỏi Syria và Thượng viện hoãn thông qua gói tài chính 5.7 tỷ Mỹ Kim, xây tường ngăn biên giới buộc Trump phải đóng cửa chính phủ tới ngày 27 tháng 12 năm 2018 để Thượng viện xét lại một lần nữa. Việc rút quân khỏi Syria cùng với câu chuyện bức tường biên giới Mỹ-Mexico tuy khác nhau về vị trí địa lý nhưng có cùng một ý nghĩa. Nếu chúng ta đặt mình vào cương vị Tổng thống Trump, chúng ta sẽ không tránh khỏi câu hỏi của lương tri. Đó là tại sao ta không bảo vệ dân Mỹ, bảo vệ an ninh nước Mỹ bằng việc xây dựng tường ngăn nạn nhập cư trái phép mà lại đổ tiền của xương máu của dân Mỹ, nước Mỹ vào Syria, Afghanistan. Trong khi tại các quốc gia này, sự hiện diện của quân đội Mỹ không còn cần thiết vì ISIS đã bị đánh bại. Các nước khác như là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm tốt việc ngăn ISIS trỗi dậy. Vậy tại sao phe Dân Chủ lại cản trở việc làm đầy ý nghĩa của Trump là xây bức tường ngăn nạn nhập cư trái phép, bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng lại chỉ trích Trump trong việc rút quân đội khỏi Syria, xây tường để giữ nhà mình thì ngăn cản, ngược lại thì đi cổ suý cho việc xây hàng rào sống ở nước ngoài bằng chính tiền của xương máu của dân mình? Giữa Trump và phe Dân Chủ, ai yêu nước Mỹ, yêu dân Mỹ, ai không yêu nước Mỹ, không yêu dân Mỹ. Chuyện của người Mỹ, của nước Mỹ là như vậy. Chuyện của làng Facebook người Việt cũng vậy luôn. Với những người của Đảng Cộng sản, yêu Đảng Cộng sản, ta không thể trách họ việc họ ghét Trump, thù Mỹ, bởi vì họ ăn cây nào rào cây nấy. Điều mắc cười là ở đây là những người Việt hải ngoại chẳng hiểu sao mà suốt ngày miệt mài chửi bới Trump. Chửi luôn cả những ai quý Trump bằng những câu từ mạt hạng. Tại sao họ không nghĩ tới lý do nào khiến họ phải sống kiếp lưu vong? Rồi tại sao họ lại không nhận ra quê cha đất tổ của họ đang rơi dần vào tay Trung Cộng, vân vân? Dù họ luôn vỗ ngực khoe rằng ta đây là công dân xứ tự do, văn minh, có ăn có học, có trình độ hơn người khác. Họ có bao giờ tự đặt ra câu hỏi tại sao McNamara lập hàng rào điện tử ở Trường Sơn và đối chiếu đến bức tường biên giới của Trump? Trước việc Trump quyết định rút quân khỏi Syria thì họ vác câu chuyện Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1973 để đá xéo Trump. Ép hai hành động rút quân ở hai thời điểm khác nhau, bối cảnh lịch sử khác nhau, nhốt chung trong một chuồng với lập luận. Mỹ luôn luôn là kẻ phản bội, bỏ rơi đồng minh. Nghe thật tức cười bởi các lập luận ấu trĩ, nông cạn và sai bét. Họ mạt sát Trump vì hành động rút quân, lại ca ngợi Obama mà quên rằng chính Obama khi vận động tranh cử đã đưa ra chương trình hành động từ bỏ Trung Đông. Họ luôn luôn bênh vực bảo vệ Bill Clinton và Hillary, nhưng họ quên rằng khi còn là sinh viên, chính Bill Clinton đã đái lên cờ Mỹ để buộc chính phủ Mỹ rút quân khỏi miền Nam, từ đó dẫn đến kết cục là họ phải sống kiếp lưu vong nơi đất khách quê người. Tổ quốc của họ đang rơi dần vào phòng nô lệ của Trung Cộng. Vậy tại sao họ lại ghét Trump, mà sát những ai quý Trump bằng từ ngữ miệt thị như là cuồng Trump, đội Trump lên đầu, vân vân. Chỉ biết chửi người khác mà không xem lại mình, loại người này tệ lậu hơn bò đỏ. Tôi rất căm thù Đảng Cộng sản vì nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nhưng không vì thế mà tôi căm thù tất cả những người Cộng sản. Bởi trong số những người Cộng sản hiện nay, không ít người đã nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản. Lý do vì trong tận đáy lòng của họ còn hai chữ dân tộc. Chính vì hai chữ dân tộc đã không cho phép họ tin yêu Trung Cộng mà ngược lại phải khinh bỉ, căm thù Trung Cộng. Vì vậy, khi Trump xuất hiện với quyết tâm đánh sập Trung Cộng bằng những hành động cụ thể, thì chính những người Cộng sản kia lại yêu quý Trump. Họ đáng được trân trọng vì họ vẫn giữ chọn hai chữ dân tộc. Ngược lại, với cái đám lưu vong nhưng suốt ngày chửi bới Trump thì nên dành cho chúng hai chữ khinh bỉ, bởi chúng tệ hơn Cộng sản. Chúng chính là rác rưởi của dân tộc Việt Nam mình. Thay vì chê Trump trong việc rút quân khỏi Syria, thì hãy tự bản thân mình rút ra khỏi các tư duy phường rác rưởi của dân tộc. Thay vì chê bai việc Trump xây bức tường biên giới, thì tự thân mình hãy xây lên bức tường để ngăn cản xâm lược của Trung Cộng từ trong tư tưởng. Hãy biết cảm ơn những ai có hành động làm cho Trung Cộng suy yếu, vì Cộng sản Việt Nam chỉ bị diệt vong khi Trung Cộng suy tàn. Đừng suốt ngày chửi bới những việc làm của Trump, mắng mỏ những ai ủng hộ tinh thần cho Trump. Hành động này là lấy oán báo ân.
Loại người này dù sống ở đâu cũng chỉ là rác rưởi của cuộc đời mà thôi. Và đó là bài viết của tác giả Trần Hưng. Và thưa quý vị, bài này được trích ở trong diễn đàn Ba Cây Trúc. Và cái lời nói của diễn đàn Ba Cây Trúc ở trên này như thế này: Ba Cây Trúc thường tránh không đăng trong cùng một ngày hai bài liên tiếp của một tác giả. Nhưng lần này là một biệt lệ, bởi bài dưới đây của tác giả Trần Hùng rất chính xác và cần thiết để mở mắt cho những người Việt tị nạn đuôi mù. Và nếu bài này được xem là nhát búa bổ vào đầu ngu muội của đám dân phản bội chính nghĩa bảo vệ quốc gia, thì mong rằng sẽ có được hàng triệu lưỡi búa như bài này để chẻ đôi những cái đầu ngu si phản trắc, hoặc chặt đứt cổ chúng để chúng đừng ngóc đầu dậy phá hoại quốc gia mà chúng đang dung thân. Và thưa quý vị, như Phương Thanh cũng đã từng thưa với quý vị nhiều lần, tác giả Trần Hùng hay Trần Hưng thì cũng là một thôi, là bởi vì viết không có dấu nên chúng ta không biết được tên thật của tác giả là Trần Hùng hay là Trần Hưng. Và cũng như là để cho nó trọn vẹn cái bài như trong cái tinh thần của trong tuần vừa qua, hai cái bài viết của tác giả Trần Hưng, thì Phương Thanh xin đọc tiếp một bài nữa để gửi đến cho quý vị, giống như là cái lời mở đầu, cái lời của bài ban biên tập của Ba Cây Trúc. Và tiếp đến là cái bài viết được chủ đề những kẻ chửi Trump, họ là ai? Người Việt trong nước mà ghét Trump thì bình thường, vì họ ăn cây nào rào cây đó, bởi Trump dám ép bức bạn vàng Trung Cộng của họ, dám tuyên bố xóa sổ chủ nghĩa, một thiên đàng mơ ước của họ. Họ phải ghét Trump bởi vì họ trung thành với Đảng Cộng sản, với mẫu quốc Trung Hoa của họ. Đây là nghĩa cử bình thường mà làm người đều mắc phải. Người Việt hải ngoại mà ghét Trump bởi vì Trump hủy bỏ thói không làm mà vẫn được hưởng do di sản Obama để lại. Bên cạnh đó, những kẻ ta đây có ăn, có học, có bằng cấp, có việc làm ổn định, có mức lương cao, có tham gia đóng góp vào các phong trào tổ chức dân chủ ở quốc nội, nhưng suốt ngày chửi bới Trump, họ là ai? Chắc chắn 100% là nhộng đỏ do Cộng sản Việt Nam nhào nặn để giữ đảng từ xa. Loại người này đánh phá Trump chỉ là mục tiêu gián tiếp. Mục tiêu trực tiếp là nó muốn triệt kháng dân tộc Việt Nam, bởi Trump là người truyền lửa cho dân tộc Việt Nam bị áp bức. Nói phá Trump dù biết Trump không hề hấn gì, vì chúng chỉ là ruồi mũi với Trump, là thiểu số với nước Mỹ, là hạt cát so với Đảng Cộng Hòa. Thế nhưng nó phá Trump là muốn làm tắt lửa dân tộc Việt Nam, giúp Cộng sản dễ bề cai trị, dễ bề rước Trung Cộng sang bàn giao nước Việt. Dân tộc Việt Nam tuy bị tà quyền Cộng sản kìm kẹp, nhưng tà quyền Cộng sản biết chắc không thể nào dập tắt được lửa dân tộc. Dù ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây, nhưng lửa dân tộc không bao giờ bị tắt. Nó âm ỉ và chờ dịp bùng cháy nếu thời thế đổi thay, minh quân xuất hiện. Đây chính là mối lo canh cánh bên lòng của tà quyền Cộng sản, dù chúng dày công tuyên truyền bịp bợm bằng lực lượng tuyên giáo, dư luận viên, v.v. Và gia cường thanh gươm và lá chắn bằng việc xây dựng lực lượng công an hùng hậu theo mô hình Gestapo của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, không có một thế lực nào ngồi lâu được trên lâu đài xây dựng bằng lưỡi lê, họng súng, nhà tù, v.v. Nhận thức rõ điều này, ngay những ngày đầu thành lập, Hán tặc Hồ Chí Minh đã dùng chiêu trò cấy nhậu, cài cắm lực lượng từ trong nước ra ngoài nước, từ các tổ chức tôn giáo đến các băng đảng trộm cướp, từ Thái Lan, Pháp, Mỹ, v.v. Mục đích là theo dõi, chỉ điểm, làm liệt kháng dân tộc Việt Nam. Bất kỳ dân tộc nào cũng phải biết tự đứng dậy và bước tới trên đôi chân của mình. Nhưng Cộng sản Việt Nam không muốn dân tộc Việt Nam phải vậy, bởi để điều này xảy ra thì tà quyền Cộng sản sẽ bị đôi chân dân tộc đạp lút xuống bùn. Vì vậy, chúng phá hủy đôi chân dân tộc bằng cách phá nát nền giáo dục trong nước, đẩy nền tảng đạo đức xã hội rớt xuống đáy vực, tạo ra những thế hệ người Việt vong bản, thờ ơ, cầu an, tham lam, tàn độc, v.v. Nhưng không biết nhục, biết lo trước vận mệnh quốc gia, dân tộc. Khi đã phế bỏ thành công đôi chân dân tộc, vấn đề còn lại là tà quyền Cộng sản Việt Nam một mặt dựa hẳn vào ngoại bang Trung Cộng để giữ đảng dù mất nước. Một mặt chúng tìm cách dập tắt lửa dân tộc từ xa, tìm cách làm liệt kháng dân tộc, không cho lửa dân tộc lóe lên khi thời thế đổi thay. Khi đôi chân dân tộc bị tà quyền Cộng sản phế bỏ, lửa dân tộc Việt Nam chỉ bùng cháy khi có người truyền lửa bằng cách trực tiếp đốt cháy chỗ dựa của Cộng sản Việt Nam, đó là Trung Cộng. Người dám trực tiếp châm lửa đốt cháy Trung Cộng và gián tiếp truyền lửa vào sang ngọn lửa dân tộc Việt Nam chính là Donald Trump. Hiểu tương tự thì Trump giống như tên trùm Cộng sản Lenin đã truyền lửa Cộng sản đi khắp năm châu.
Sự xuất hiện của Trump là phúc cho nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng, nhưng là đại họa cho khối chủ nghĩa xã hội. Phải đánh phá Trump, phải dập tắt lửa dân tộc, đó là nhiệm vụ cao cả của tà quyền cộng sản trong lúc này. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên khi những kẻ dân chủ hải ngoại suốt ngày chửi rủa Trump, bới móc chuyện của Trump ra để xỉ vả, đồn đoán, chủ ẻo, vân vân, với mục đích đánh sập niềm tin và hy vọng cuối cùng của người Việt, gián tiếp tắt lửa dân tộc Việt, làm liệt kháng dân tộc Việt, bởi vì Trump hiện thân như cặp nạng gỗ để dân tộc Việt Nam chống đi khi đôi chân đã bị tà quyền cộng sản phế bỏ. Đó là lý do tại sao bọn Việt kiều phản quốc suốt ngày chửi bới Donald Trump, xỉ vả những ai quý Trump bằng ngôn từ mạt sát như mày cuồng Trump, bưng bô Trump, đội Trump lên đầu, vân vân. Dù Trump không đào mồ quốc mả tổ tông chúng nó mà chỉ chuyên tuyên bố là sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội mà thôi. Bọn này không ai khác chính là bọn nhộng đỏ mà tà quyền cộng sản đã dày công cấy giống và sử dụng khi cần theo sách, theo chính cách, theo tính cách nuôi nhộng 3 năm lấy tơ 1 giờ. Chúng đang giúp tà quyền cộng sản làm tắt lửa thiêng của dân tộc Việt Nam. Những ai còn hai chữ dân tộc trong tim hãy tránh xa, vạch mặt chúng trên không gian mạng này, tìm diệt chúng ở ngoài đời thì mới mong sớm xóa sổ tà quyền cộng sản, sớm thoát khỏi họa chết bởi Trung Cộng. Và thưa quý vị, hai bài viết vừa qua là cũng có cùng một ý nghĩa nó ná giống như nhau và cũng để cho biết rằng, để giải thích lý do tại sao lại nhiều người đánh phá Tổng thống Donald Trump như vậy, thí dụ những cái thành phần mà di dân bất hợp pháp, những cái thế lực ngoài đó là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà cái này họ nói rõ ràng là vấn đề mà tại sao người Việt ở hải ngoại này lại ghét Tổng thống Trump đến như vậy, không những ở Mỹ này mà còn lan sang tất cả những ở các nước khác, những người Việt ở các nơi. Nếu họ không hiểu được và nếu họ cứ nghe theo những cái truyền thông mà của truyền thông dòng chính ở đây cũng như là truyền thông tị nạn mà về mà chống đối Tổng thống Trump thì họ sẽ bị hướng dẫn một cách sai lệch và rất nhiều những cái bản tin nó không chính xác mà chúng ta thấy từ hồi mà Tổng thống Trump nhậm chức cho tới nay là hoàn toàn là nó sai lệch quá nhiều. Và thưa quý vị, chúng vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bản tin. Bản tin này hình như là không được các giới truyền thông loan tin được mạnh mẽ, hoặc là hình như không có thì phải. Và xin mời quý vị nghe. Tổng thống Trump vừa mới cứu thoát nước Mỹ khỏi đoàn người xâm lăng. Thật là vô cùng khó khăn, vất vả cho Tổng thống Trump khi một mình phải đối phó đương đầu với Deep State, vì họ cấu kết với các nhà tư bản gian manh trong và ngoài nước, cùng với những chính trị gia bẩn thỉu ở các nước trên thế giới và ở Mỹ. Tất cả đám này nhất quyết phải triệt để hạ gục Trump cho bằng được. Kế hoạch của họ là nếu không impeach thì cũng ngăn chặn Trump agenda, càng nhiều càng tốt, đặt những tội tưởng tượng để gây khó dễ cho Trump và những người liên hệ với ông ta, dùng những phương tiện social media để ra sức tẩy não, giật dây quần chúng ngây thơ, mục đích là biến họ thành dư luận viên cho mình, mà chính bản thân họ cũng không biết. Và điều quan trọng nhất, bằng mọi cách, không để cho ông ta tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Vì thế, không có gì là mới lạ khi ngày nào cũng nghe những tin tức xấu bao gồm mạ lị, vu khống về Trump. Trump đã giúp cho dân Mỹ thoát khỏi nạn di dân xâm lăng khủng khiếp vào Hoa Kỳ từ Phi Châu và Trung Đông qua việc nhất định không ký vào bản hiệp ước chết người nguy hiểm có tên là Unglobal Compact Migration, được các đám chính trị gia bẩn thỉu của UN soạn thảo và ký kết ở Marrakech, Morocco. Chẳng thấy một đài truyền thông nào ở Mỹ đưa tin này. Họ bưng bít hết tất cả các sự thật. Bản hiệp ước chủ yếu là cho các công dân của các nước ký kết vào hiệp định này được tự do đi lại, làm ăn sinh sống giữa các nước trên thế giới với nhau, bao gồm luôn cả gia đình họ, được đối xử y như người dân bản địa và hưởng đầy đủ những quyền lợi như một công dân thực thụ của nước đó, không phân biệt chủng tộc, vân vân. Nghe qua thì hay lắm, nhưng thực chất đó là một cái bẫy. Những người có đầu óc và tấm lòng, họ nghiên cứu bản hiệp ước này và la làng lên rằng sự thật đằng sau bản hiệp ước này là gì? Chính là kế hoạch cho phép hơn 225 triệu người từ Phi Châu và Trung Đông di dân qua Âu Châu một cách hợp pháp. Hãy suy nghĩ, cho phép tất cả các công dân ở bất kỳ nước nào,
cũng đều có thể đi lại làm ăn sinh sống định cư không điều kiện ở bất cứ quốc gia nào trên toàn thế giới. Liệu các công dân đang sinh sống ở Âu Châu hay Mỹ Châu hay Úc, Canada có rời bỏ các châu lục này để đi sang các nước kém phát triển khác như Phi Châu và Trung Đông hay thậm chí Trung Cộng hay không? Hay ngược lại cho thấy khối di dân từ các nước nghèo khổ kém phát triển chạy qua các nước giàu có và đời sống an sinh xã hội cao như Âu Châu, Mỹ và Úc cũng như Trung Cộng sẽ đưa công dân của họ tràn qua các nước này, dùng đồng tiền để lũng đoạn chính trị và sau đó sẽ take over quốc gia đó luôn. Bản hiệp ước này thế là bị lật tẩy rồi nhé. Cảm ơn Tổng thống Trump rất nhiều. Sau khi ông từ chối không ký, các nước lớn khác như Úc và các nước phát triển ở Âu Châu như Austria, Italia, Poland, v.v. cũng không ký vào bản hiệp ước lật lọng này. Mối quan ngại rằng nếu Trump chấm dứt nhiệm kỳ và giả dụ ông ta làm Tổng thống thêm 4 năm nữa, người kế tiếp có giữ tiếp tục giữ đúng đường lối như Trump hay không? Chẳng có gì lạ khi họ quyết tâm đánh phá Trump, vì rõ ràng Trump là người cản trở những kế hoạch quỷ quyệt của họ. Ai là người tung tiền ra cho social media thực hiện những vụ này? Từ Amazon, Facebook, Google, YouTube, Twitter đều có làm ăn với Tàu Cộng. Tiền bạc cho những vụ di dân khổng lồ vào Âu Châu và Mỹ đến từ ai chắc mọi người theo dõi đều biết rõ. Gia đình của Bill Clinton trốn thuế số tiền lên tới 400 triệu Mỹ Kim với bằng chứng không thể chối cãi được của hai nhà điều tra là Riley Dole và John Monahan. Họ đã đưa cho Sở Thuế và FBI một bảng điều tra hơn 6.000 trang với những bằng chứng hiển nhiên, thế mà tất cả vẫn rơi vào im lặng. Thậm chí cách đây 3 ngày trong buổi hearing về việc điều tra, John Huber đã cố ý vắng mặt trong buổi chất vấn vì ông này trong quá khứ đã đóng vai trò tham khảo về việc buôn bán uranium của Clinton với Russia. Được Clinton có liên hệ rất mật thiết với những chính quyền nước ngoài, nhận tiền của họ để bán đứng nước Mỹ. Sau khi thất bại trong việc tranh cử, Clinton Foundation đã không nhận được nhiều tiền bạc từ các chính trị gia của các quốc gia khác nữa. Vì không có lý do gì để họ đóng góp cho quỹ này khi không thể lũng đoạn nước Mỹ thông qua được Clinton bên cạnh số tiền thuế 400 triệu cùng với việc buôn bán uranium với Russia. Larry Dole và John Monahan điều tra việc này không phải vì mục đích chính trị, họ chỉ mong muốn được chia số tiền thưởng nếu IRS thu lại được tiền trốn thuế này. Nhưng không hiểu sao IRS khi thay hồ sơ với cái tên Clinton thì tất cả đã rơi vào im lặng. Thậm chí FBI sau khi tỏ ra vô cùng biết ơn Dole và Monahan nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì. Trong khi họ cứ tập trung vào điều tra những chuyện không có ở Trump, trong cuộc chiến thương mại với Trung Cộng, tới bây giờ các nước ở Southeast Asia là hưởng lợi nhiều nhất. Vì theo dự tính để tránh đánh thuế các công ty sẽ rời hãng xưởng qua các nước láng giềng như là Việt Nam, Cambodia, một hãng có subcontract với Apple đang có dự tính này, thế mà vẫn có nhiều người Việt Nam ở Mỹ chống đối Trump. Trump đã cứu dân Mỹ ra khỏi cảnh xâm lăng của các nước ngoại bang qua con đường di dân, chỉnh đốn lại các chính sách dẫn tới chỗ nước Mỹ sẽ bị diệt vong, cứu Mỹ và thế giới ra khỏi âm mưu thống trị của Tàu Cộng, hoàn toàn ngược lại với Clinton trốn thuế 400 triệu, bán đứng nước Mỹ cho ngoại bang, cùng với chính trị gia của Đảng Dân Chủ như là Dianne Feinstein, Obama, Nancy Pelosi làm tay sai cho Tàu Cộng, giúp cho thằng quỷ đỏ này được hùng mạnh như ngày hôm nay để đi chiếm đoạt các nước khác, các công ty tư bản và các tỷ phú gian xảo như George Soros dùng tiền bạc và sức lực của mình hợp với cái đám kể trên để đánh phá Trump. Chuyện đã rõ ràng. Wikileaks, Larry Dole và John Monahan đã đưa ra tất cả những sự gian dối khủng khiếp của Clinton, mà Clinton thì có những mối quan hệ quá mật thiết với cái đám tài phiệt ở Mỹ và ngoài nước Mỹ. Và cái đám tài phiệt này lại làm ăn rất là mật thiết với Tàu Cộng. Trump thì hoàn toàn chống lại những sự việc này. Như vậy bài toán giải ra rất rõ ràng. Xin đừng thắc mắc, đừng đặt câu hỏi, đừng theo dõi những tin tức từ Alphabet Media nữa, chẳng ích lợi gì. Điển hình như việc UN Migration quan trọng như vậy mà họ có nhắc nhở tới đâu. Việc điều tra Clinton gần đây nhất với những bằng cớ quá rõ ràng cũng chả thấy đưa tin chính xác. Hãy tự mình tìm hiểu. Free Thinker có rất nhiều nguồn tin ích lợi thiết thực để cho mình đọc, tham khảo và tự mình học hỏi.
Phải nói là rất khâm phục và vô cùng biết ơn những người đã bỏ công bỏ của cũng như thời gian để tìm hiểu những tài liệu bằng chứng để đưa ra trước công luận. Không có những người vừa tài vừa thông minh vừa đức độ này thì không biết tương lai thế giới sẽ đi về đâu. Khi càng ngày người có lương tâm thì ít mà người bất lương thì quá nhiều. Và thưa quý vị, bài này được ký tên của tác giả là tên là Nga Lương. Không biết phải là ông phải là tác giả tên là Lương Văn Nga hay sao mà nhưng mà đây chỉ biết Nga Lương thì Phương Thanh gửi đến cho quý vị. Cái bản tin này chắc chắn là truyền thông, dòng chính của truyền thông tị nạn sẽ không bao giờ đưa ra. Nếu quý vị không coi chương trình này thì làm sao quý vị có thể biết được những sự thật mà nó bẩn thỉu, mà nó phải nói là chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Mà cho nên Tổng thống Donald Trump, những cái mà họ đem ra họ bêu xấu Tổng thống Trump đâu phải là duy nhất, chỉ có một mình Tổng thống Trump là có những cái tin tức mà ta bêu xấu như vậy. Các đời tổng thống trước như là Bill Clinton, như là tổng thống Kennedy, rồi ông rất là nhiều những cái vị tổng thống trước đó họ cũng phạm nhiều rất nhiều sai lầm. Ông Lyndon Johnson, rồi tất cả những vấn đề ông người ta còn chửi tục, rồi cũng làm những cái chuyện phải là nhất là nhiều tai tiếng như vậy. Nhưng mà có bao giờ mà thấy truyền thông dòng chính khui ra chuyện đó đâu. Và những lần trước, lần này họ đánh gục Tổng thống Trump tại vì họ không có cách nào để đánh, tại vì Tổng thống Trump là người quá giỏi. Ông ấy nhìn thấy và thức giỏi là một chuyện, thế nên Tổng thống Trump là một người văn võ kim toàn. Điều thứ hai là ông ấy lại còn hết lòng vì nước Mỹ, hết lòng vì dân Mỹ. Nước Mỹ bị sa lầy từ rất nhiều rồi, cứ theo cái quy củ trước, cứ theo như là những cái đường lối như ngày xưa, cái chính sách đó, cứ theo một cái khuôn khổ như vậy thôi, thì cứ bị sa lầy mãi. Và những cái người tổng thống mà được bầu lên, nhiều khi họ gọi là không được giỏi như Tổng thống Trump. Điều thứ hai là họ dễ bị mua chuộc, tức là họ tham, tại vì họ tham tiền, tại vì họ nghĩ tại họ muốn an thân của họ, họ chỉ làm việc tại vì nước Mỹ lúc họ cứ nghĩ rằng nước Mỹ lúc nào cũng là tam quyền phân lập, cho nên trách nhiệm có thể họ cứ gọi là đổ bê qua bên này rồi đẩy qua bên kia, họ đâu có cần phải làm quyết liệt như Tổng thống Trump. Và họ lại sợ đụng chạm với những cái thế lực mà ủng hộ họ, rồi tiền bạc, rồi đủ thứ chuyện hết. Thử hỏi nếu như là những người sắp tới thì mình không biết là ai, nhưng mà những người vừa qua mình thấy Bill Clinton có bao giờ mà dám nói những cái chuyện gì, hoặc Obama cũng vậy nữa, ngay cả những tổng thống Bush cũng vậy nữa, có dám đụng tới Trung Cộng và con làm cái điều gì mà đâu có phải họ không biết những cái chuyện mà Trung Cộng đã làm ở nước Mỹ bao nhiêu năm nay, ăn cắp trí tuệ các thứ, rồi rất nhiều chuyện nữa. Hàng ngày những người như là cơ quan FBI hoặc CIA họ đã tìm hiểu ra hết, nhưng mà có ai mà thẳng thắn làm hay không, hay là khi mà vừa mới được tin ra thì lại được đút lót tiền bạc rồi làm lơ. Như bằng chứng là Bill Clinton đã được rất nhiều tiền, đã làm cho Trung Cộng làm lớn mạnh trở lại, đã được rất nhiều tiền của Trung Cộng, thành thử ra họ bán nước Mỹ một cách dễ dàng quá. Họ mà họ cứ làm như vậy rồi, nghĩa là khi mà tất cả mọi sự việc được bưng bít thì người dân làm sao mà biết để mà phản đối. Cho nên khi mà Tổng thống Trump, ông ấy rất nhiều năm trước, Tổng thống Trump khi còn trẻ đã được phỏng vấn, đã được các cơ quan truyền thông của Mỹ phỏng vấn là ông nghĩ là ông có khi nào ông nghĩ là ông sẽ ra tranh cử Tổng thống hay không. Ông nói là thiện đó thì ông chưa có, nhưng mà khi nào cảm thấy nước Mỹ mà thật tồi tệ thì ông sẽ ra ứng cử Tổng thống. Mà quả thật đến thời điểm này đúng là lúc mà Tổng thống Trump phải ra đương đầu với những cái bọn gọi là bất lương này. Mình phải nói là nhất là cái đám dân chủ phải vô cùng bại hoại. Khi mình nhắc đến thì mình phải nói đến cái vụ bức tường. Cái bức tường biên giới này, quý vị có thấy khi nào mà một vị Tổng thống, vị Tổng tư lệnh của nước Mỹ, Tổng thống xin một số tiền, một gọi là cái ngân sách chỉ có 5 tỷ Mỹ Kim. Mà đâu phải ông xin để làm việc gì riêng của ông đâu. Ông xin hay ông làm cái gì mà ông xin cho gia đình, dòng họ của ông, không phải. Để xin để xây dựng bức tường bảo vệ biên giới, nhất định không cho. Lấy đủ lý do, không có lý do mà không phải là lý do gì cả. Mình không thể nào mình có thể chấp nhận được để mà từ chối trong khi đi ủng hộ cho các nước Trung Mỹ đó. Cả 10 tỷ Mỹ Kim, số tiền lên gấp đôi như vậy, để làm gì mà không được kết quả gì hết. Ai có thể nói được kết quả của họ, cái hiệu quả của họ khi mà họ cho những cái nước Trung Mỹ đó tiền như vậy. Và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.